Chào anh Vũ, nhờ anh giải đáp một số câu hỏi liên quan vấn đề về cái cầu thang. Tức là câu hỏi như thế này, khi mà cái nhà đối với cái nhà mà diện tích vừa phải, nói chung là tương đối nhỏ đó, thì cái chuyện mà tăng chiều cao giữa các tầng thì cái cầu thang nó chiếm diện tích nhiều quá. Thì theo anh thì anh giúp mình chia sẻ với mọi người là làm cách nào mà giảm cái diện tích đó, hoặc là mình xây cái cầu thang sao cho hợp lý để cái bố cục trong cái không gian trong nhà được nó tối đa cái diện tích. Thì cái vấn đề mà cầu thang ở trong một ngôi nhà thì Vũ thấy là khách hàng là rất là ít thiếu thông tin và rất là hiểu lầm về cái vấn đề bố trí cầu thang như thế nào để theo vừa ý mình. Thì thứ nhất, các bạn nên biết cái cầu thang là một cái trục đứng và một cái lối đi chính trong nhà chúng ta đó. Thành ra chúng ta cũng phải nên thiết kế cầu thang như thế nào để mà chúng ta có thể di chuyển rồi lưu thông nó thuận lợi trong suốt quá trình mà chúng ta sinh sống trong cái nhà đó đó. Nhưng mà ngược lại cái ô cầu thang, cái diện tích cầu thang rồi cái bậc thang nó rất là khó chịu trong thiết kế đó. Đối với những nhà mà nó rộng rãi thoải mái, ví dụ như chiều ngang của nhà nó từ 5 mét trở lên, thì chúng ta thiết kế cầu thang rất là nhẹ nhàng, thậm chí là chúng ta không phụ thuộc vào cái chiều cao của mỗi tầng đó. Thì các bạn cứ hình dung đi, thí dụ như nhà của chúng ta mà chúng ta đòi hỏi mà cao 4 mét với lại một cái nhà mà chúng ta chỉ xây cao 3 mét thôi của một tầng thôi, thì chắc chắn cái diện tích ô thang nó cũng sẽ thay đổi. Khi mà tôi xây một cái cầu thang cho cái một cái tầng đó là cao 4 mét thì tối thiểu là tôi cũng phải là làm ít nhất cũng phải là hơn 21 bậc, 21 bậc thang để bước lên, nó tối thiểu đó. Còn thí dụ mà chúng ta mà xây cái nhà mà chỉ cao 3 mét thôi thì cái số bậc của chúng ta chỉ yêu cầu khoảng 17 bậc thôi, hoặc hơn 17 bậc thôi là đã thỏa rồi. Thì dĩ nhiên cái số bậc thang mà nó chênh lệch như vậy thì nó cũng chiếm đi một cái phần diện tích của ô thang chúng ta. Chúng ta hiểu nôm na vậy đó. Thành ra là nhiều khách hàng thì ai cũng muốn, lúc nào bà ta có câu là sao, là nhà cao cửa rộng, ai cũng muốn nhà được cao Đúng hết, rồi, đúng nhưng rồi. mà nó phải cao như thế nào vừa phải và nó không phù hợp với lại cái ô thang của chúng ta đi lên hay không, hay là chúng ta cố tình chúng ta xây cao quá rồi cuối cùng ô thang nó chiếm hết diện tích, rồi chúng ta còn cái những cái diện tích để chúng ta sinh hoạt, chúng ta phòng ngủ, chúng ta diện tích toilet của chúng ta, bếp, phòng khách, mà ô thang nó chiếm hết rồi chúng ta cũng không còn đủ diện tích để mà chúng ta bố trí nữa đó. Thành ra các bạn cũng phải nên biết cái vấn đề về tỷ lệ chiều cao của những các tầng nó ảnh hưởng như thế nào với lại cái ô thang diện tích chúng ta, để mà chúng ta yêu cầu bên đơn vị thiết kế cho phù hợp đó. Rồi cũng có nhiều đơn vị thiết kế dù thấy như thế này là họ cũng chịu ý chủ nhà cũng muốn nhà cao vậy đó, nhưng mà họ lại cũng muốn căn phòng của mình cũng rộng mà ô thang cho nó nhỏ thôi, thì lại vô những cái thiết kế thì ngược lại cái bậc thang của chúng ta nó rất là cao, cái số bậc nó ít, cái mặt bậc thang nó ít, nhưng mà ngược lại thì họ muốn cho nó ít lại cái đó thì họ phải tăng cái chiều cao của mỗi cái bậc thang, thay vì cái bậc thang tiêu chuẩn của chúng ta nó dao động đừng vượt quá 18 cm, gần vượt quá 18 cm à, thì là chúng ta đi có thể thoải mái, nó dưới đó là thoải mái. Nhưng mà ngược lại ví dụ mà cái bậc thang của chúng ta nó cao từ 2 tấc hay gọi là 2 cm trở lên đó, chúng ta đi rất là khó khăn, đối là những khi khó khăn đối với những người trẻ nè, đối với những trẻ em nè, những tuổi thậm nữa. chí là những người già rất là khó khăn, rất là tội nghiệp họ. Cái bậc rất cao khi họ bước lên là họ rất là khó khăn. Thành ra là chúng ta làm sao để cho bậc thang của chúng ta nó cũng phải đúng theo cái tiêu chuẩn, rồi ô thang sao nó cũng có vừa, thì lúc đó thì cái ngôi nhà của chúng ta sinh sống nó sẽ thoải mái hơn đó. Cảm ơn anh có thể chia sẻ cái cách đơn giản giúp mọi người là cái diện tích bao nhiêu, ví dụ như cái diện tích đó khoảng bao nhiêu thì mình xây cái mình chừa ô thang kích thước khoảng bao nhiêu, và cái nếp thang như vậy từng cái là khoảng bao nhiêu, từng cái nấc lên á, số nấc lên thì khoảng bao nhiêu, và Rồi chiều cao tầng nương phản như thế nào thì rồi nó hợp lý. Vũ sẽ chia sẻ các bạn cái này nha. Thì đối với nhà phố của chúng ta, đầu tiên hết tính cái vấn đề cầu thang, thì đầu tiên chúng ta hay lưu ý nhất đó là cái vấn đề mà cái chiều rộng của cái bảng thang. Thì cái bảng thang đối với người Việt của chúng ta, nếu mà chúng ta đang tính là nhà chúng ta có thể mà di chuyển được hai chiều, người lên người xuống được đó, nhưng mà nhà phố thì nó nhỏ ra chúng ta chỉ tính là nếu mà chúng ta lưu thông mà ngược chiều với nhau thì chúng ta chỉ né nhau thôi, chỉ né người với nhau thôi, thì cái chiều rộng của cái bảng thang của chúng ta thì nó nằm dao động trong khoảng từ 80 cho tới 90 cm là vừa đó. Còn cái chiều cao bậc thang của chúng ta thì chúng ta tính toán sao nó nằm trong khoảng là không quá
18 cm là chúng ta có thể chúng ta đi lại nó dễ dàng. Dạ. Đó, còn cái số bậc thang thì thường ai cũng quan tâm tới cái số bậc thang như thế nào, thường là sinh lão bệnh tử. Ai cũng muốn cái bậc bước lên cuối cùng của mình là bậc sinh. Thì chúng ta sẽ có hay có nguyên tắc nhà phố mà, thì nó là khoảng là 13 bậc nè, hoặc 17 bậc hoặc 21 bậc. Đó là những con số lẻ. Đó là thường là 13, 17, 21 là rất là gặp rất nhiều trong trong những cái cầu thang của nhà phố. Đó thì đối với cái nhà của chúng ta, nếu mà chúng ta ngang từ 4 đến 5 mét thì cái chiều cao mỗi tầng của chúng ta có thể thiết kế là nó trên dưới 3,5 mét thì ok. Đó, các bạn hình dung đó là 3,5 mét chiều ngang của nhà mình có. Đó, chiều ngang của nhà mình nó khoảng 4 mét đến 5 mét đi, thì chúng ta có thể làm cao lên tới cỡ 3,5 mét luôn, ok. Nhưng mà đối với những nhà mà dưới 4 mét thậm chí 3 mét thôi thì chúng ta nên tính cái chiều cao của mỗi tầng của chúng ta nó tầm ngắn khoảng chừng 2,8 đến 3 mét thôi, để cho cái ô thang, cầu thang rồi nọ nó được bố trí nhẹ nhàng hơn, hợp lý hơn. Đó. Tự liệu thang chúng ta lúc nào các bạn thấy là cô của thang chúng ta cũng quay ngang mà. Quay ngang cái nhà mà nhiều khi chúng ta mà thiết kế cao quá thì ô thang chúng ta nó sẽ lớn ra, chúng ta không còn một cái hành lang để mà lưu thông giữa phòng này với phòng khác nữa, nó bé quá thì cũng không được. Cảm ơn anh. Về cái việc mà mình chọn cái vật liệu để mình xây cái cầu thang đó, thì theo anh thì mình nên chọn cái loại nào thì mình với nhà phố á, ví dụ nhà phố khoảng 1-2 tầng đi, thì mình nên chọn cái vật liệu xây cầu thang là như thế nào để mình quá trình mình đi á nó thuận tiện và nó dễ. Nói chung thì ở thị trường của chúng ta thì làm cái cầu thang thì nó rất là nhiều cái vật liệu. Nào là gỗ có, nào bằng sắt có, đó rồi bằng bê tông đó thứ, nhưng mà đa phần tôi thấy hầu như là hơn 80% nhà phố thì ta chọn cái phương án là đổ cái bê tông cốt thép cho cầu thang rồi họ xây bậc lên, rồi họ ốp đá qua cương. Thì cái phần đó là chiếm rất là đông, do thứ nhất là nó dễ thi công, do thứ hai là cái độ bền nó có, và cái cuối cùng là giá thành của nó cũng phải chăng. Đó, thành ra là tùy theo sự sở thích của mỗi chủ nhà thôi. Đó, ví dụ như nhiều chủ nhà lại thích cũng bê tông cốt thép nhưng mà họ không thích ốp đá qua cương, họ chơi bằng những cái mặt bậc, họ làm bằng những mặt gỗ thì cũng rất là đẹp. Đó, nói chung là do sở thích của mỗi người thôi. Còn cái độ bền hay không là do tay nghề của cái người thợ họ làm. Đó, sắc sảo đẹp rồi bền hay không do cái tay nghề họ làm là chính. Ok, cảm ơn anh Vũ rất là nhiều, những cái chia sẻ của anh giúp ích được mọi người rất là nhiều đó. Thì thông qua cái chia sẻ của anh Vũ, nếu quý vị bạn trong quá trình mình xây dựng hoặc là mình sắp xây nhà mà mình cần tư vấn, anh Vũ tư vấn cái gì thì mọi người hãy gọi vào cái hotline bên dưới, anh Vũ sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho quý vị và các bạn. Cảm ơn anh Vũ và cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Chào quý vị.